Làm thế nào để lính đi nghĩa vụ quân sự trở thành quân nhân chuyên nghiệp thì có hai con đường. Thứ nhất là được tuyển chọn, thứ hai là được tuyển dụng. Căn cứ vào điều 14 luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 thì những đối tượng sau đây được tuyển chọn vào vị trí quân nhân chuyên nghiệp. Thứ nhất là sĩ quan quân đội trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan. Thứ hai, hạ sĩ quan binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội. Và thứ ba là công nhân và viên chức quốc phòng. Do đó, hạ sĩ quan và binh sĩ khi hết thời hạn tham gia nghĩa vụ quân sự thì có thể tham gia tuyển chọn để trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng những yêu cầu sau. Thứ nhất là có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội. Thứ hai là có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh quân nhân chuyên nghiệp. Và thứ ba, khi quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế. Và căn cứ vào thông tư 241 năm 2017, thông tư của Bộ Quốc phòng, thì hạ sĩ quan, binh sĩ đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên thì sẽ được ưu tiên trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Và khi bạn đã hết thời hạn tham gia nghĩa vụ quân sự mà có nguyện vọng trở thành quân nhân chuyên nghiệp thì bạn cần phải nộp một bộ hồ sơ bao gồm có đơn tự nguyện phục vụ quân đội theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Thứ hai là bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Như vậy có thể thấy những người lính tham gia nghĩa vụ quân sự muốn trở thành quân nhân chuyên nghiệp sẽ cần phải đáp ứng những điều kiện được nêu trên. Tuy nhiên ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện đó thì muốn trở thành quân nhân chuyên nghiệp còn phải phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, chỉ tiêu tuyển dụng qua từng năm, thời kỳ và yêu cầu vị trí làm việc thực tế, cũng như bản thân đăng ký tham gia tuyển chọn có đáp ứng đủ về năng lực, trình độ hay không.